Sáng ngày 22 tháng 11, Quân khu 5 tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm công tác quy hoạch, đầu tư xây dựng hệ thống trường bắn, thao trường huấn luyện giai đoạn 2012-2017 và rút kinh nghiệm về việc chấp hành kỷ luật. Trại nói chung và hệ thống trường bắn, thao trường huấn luyện nói riêng theo đúng thông tư, chỉ thị và hướng dẫn của trên. Các công trình được nghiên cứu, khảo sát, lập quy hoạch và xây dựng phù hợp với quy hoạch tổng thể chung của doanh trại, sát điều kiện thực tế và nhiệm vụ. Với tổng mức đầu tư hơn 110.930 tỷ đồng, trong đó ngân sách quốc phòng 106.780 tỷ, ngân sách quân khu 4.155 tỷ. Khi đưa vào sử dụng, hệ thống trường bắn, thao trường huấn luyện, đặc biệt là thao trường 3 trong 1, đã phát huy tốt công năng, góp phần nâng cao đời sống sinh hoạt, bảo đảm hậu cần, kỹ thuật, chất lượng huấn luyện và sức mạnh chiến đấu cho các đối tượng. Hội nghị đã thảo luận đánh giá về kết quả đã đạt được, rút kinh nghiệm những mặt còn hạn chế, đồng thời xác định các biện pháp tổ chức thực hiện trong thời gian tới. Trong đó tập trung một số nội dung về tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy, chỉ huy, kết hợp với các nguồn vốn, nguồn lực trong đầu tư xây dựng, phối hợp với địa phương trong tham mưu đề xuất nguồn quỹ đất, công tác đền bù giải phóng mặt bằng. Cũng trong thời gian này, quân khu đã tổ chức rút kinh nghiệm về việc chấp hành kỷ luật, pháp luật và an toàn quân đội của lực lượng vũ trang quân khu năm 2017 và đề ra những giải pháp duy trì chấp hành kỷ luật, pháp luật và an toàn quân đội trong thời gian tới.